giới thiệu bộ sản phẩm XHS04 ạ. Bây giờ mình sẽ bóc một bộ ra cho các bạn xem nè. Trong cùng có găng tay cao su ạ. Có hai tay cầm bằng kim loại ạ. Có cốc định mực ạ. Có 6 loại mực được pha sẵn ạ. Nước rửa sau xăm ạ. Một gói vitamin. Hai tay cầm liền hướng dẫn nhiều. Dụng cụ tháo lắp của máy. Đây là bộ nguồn của máy. Xin cảm ơn các bạn đã xem video.